Sáng nay, Ban chấp hành Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia tổ chức hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban công tác đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia dự và chủ trì hội nghị. Công dự hội nghị có đại diện Ban đối ngoại Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Dự hội nghị về phía tỉnh Ninh Bình có đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Quang Ngọc thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình, đồng chí nhiệt liệt chào mừng và chúc các đồng chí lãnh đạo hội, các đại biểu cùng toàn thể hội viên Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia sức khỏe và hạnh phúc nhân dịp chào đón năm mới 2024. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã giới thiệu với các đại biểu về đặc điểm tình hình địa lý, truyền thống lịch sử, văn hóa, những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trên cơ sở kế thừa và phát huy truyền thống của cha ông, Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình qua các thời kỳ bằng ý chí và khát vọng vươn lên tinh thần đoàn kết chủ động sáng tạo tầm nhìn chiến lược dài hạn đã thực hiện những đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế xã hội kiên định nhất quán thực hiện hiệu quả định hướng phát triển kinh tế xanh và bền vững lấy bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa lịch sử cùng truyền thống tốt đẹp của con người vùng đất cố đô làm nguồn lực và động lực phát triển phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn giữa miền núi đồng bằng và ven biển tăng cường kinh tế luôn gắn với phát triển văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, coi trọng nguồn lực tự nhiên và nguồn lực văn hóa, qua đó đã phát huy tiềm năng lợi thế và đạt được những thành tựu quan trọng toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế của tỉnh liên tục tăng trưởng khá qua các giai đoạn, năm 2023 đạt 7,27%. Đứng thứ 23 trên 63 tỉnh, thành phố, cao hơn mặt bằng chung của cả nước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Từ năm 2022, đã là tỉnh tự cân đối ngân sách và có điều tiết về ngân sách trung ương, đang tập trung mọi nguồn lực xây dựng tỉnh Ninh Bình đến năm 2030 là tỉnh khá, cơ bản đạt tiêu chí thành phố trực thuộc trung ương theo tính chất đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo. Là trung tâm du lịch, trung tâm công nghiệp văn hóa kinh tế di sản gắn với những dịch vụ đặc sắc, thương hiệu mang tầm quốc gia và quốc tế, trung tâm công nghiệp công nghệ cao lấy công nghiệp cơ khí ô tô làm động lực là hình mẫu tiêu biểu kết hợp hài hòa giữa phục dựng bảo tồn di sản và tăng trưởng xanh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, có mối quan hệ truyền thống gắn bó lâu đời. Trong suốt chiều dài lịch sử, hai dân tộc đã cùng nhau đoàn kết, chia sẻ vượt qua nhiều thăng trầm, xây dựng nên mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện bền vững lâu dài. Có thể khẳng định, mối quan hệ hữu nghị truyền thống đó là tài sản vô giá của hai quốc gia hai dân tộc, là nhân tố quyết định thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi quốc gia. Qua báo cáo và tham luận của các đại biểu tại hội nghị đã khẳng định, mặc dù tình hình thế giới xảy ra nhiều biến cố phức tạp tiềm ẩn nguy cơ khó lường, song các cấp hội đã có nhiều cố gắng nỗ lực để hoàn thành tốt khối lượng công việc rất lớn, góp phần tích cực vào việc củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam Campuchia. Công tác xây dựng củng cố và phát triển tổ chức hội vững mạnh luôn được các cấp hội đặc biệt quan tâm. Công tác đối ngoại, tổ chức sự kiện hợp tác trao đổi đoàn, gặp gỡ, giao lưu hữu nghị diễn ra sôi động, nội dung phong phú, thiết thực, hình thức đa dạng và có sức lan tỏa xã hội sâu rộng. Trong đó, Hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia và Hội Hữu nghị Campuchia Việt Nam đã tổ chức thành công hội nghị đánh giá một năm thực hiện bản ghi nhớ về việc phối hợp hoạt động giữa hai hội giai đoạn 2022-2026 nhằm kiểm điểm đánh giá kết quả phối hợp hoạt động giữa năm 2023 và thống nhất chương trình kế hoạch phối hợp hoạt động năm 2024. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia khẳng định: Trên tinh thần làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, hội nghị toàn thể Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia lần thứ 3, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra để thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ năm 2024, kỷ niệm 45 năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và cùng với quân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Tiến tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia, đồng chí đề nghị các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng củng cố, phát triển tổ chức hội vững mạnh toàn diện cả về nhận thức và hành động, tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền giáo dục hội viên và các tầng lớp nhân dân về quan hệ đoàn kết hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam Campuchia, chủ động phối hợp và có hình thức đấu tranh phù hợp với những hành vi chống phá, chia rẽ xuyên tạc sự thật lịch sử về quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân hai nước của một số thế lực thù địch triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình ươm mầm hữu nghị theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí Thư và nhân rộng các mô hình hoạt động hỗ trợ cộng đồng đến ươn đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội, hoạt động từ thiện nhân đạo. Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được Trung ương hội trao tặng kỷ niệm trương vì tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia và bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức hội năm 2023. Trong đó, riêng tỉnh Ninh Bình có 9 tập thể cá nhân được tặng bằng khen, 41 cá nhân được tặng kỷ niệm trương.